Đây, hôm nay Toàn vừa nhận được gói hàng gửi cho Toàn ở địa chỉ đây, Toàn 360 Tranh Ngoài, Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương. Thế nội dung là chè, mà không biết là cái gì. Khi shipper đến thì Toàn có mở gói hàng ra. Đúng là gói chè luôn. Chè Tân Cương, nhưng bên trong có cái gì rất là lạ đây. Cắt ở đây luôn. Đây có hình chiếc kéo là chắc cắt ở vị trí này. Hút chân không rất là cẩn thận luôn này. Đây, Toàn quay xuống đất cho nó chè rất là thơm. Nếu mà anh nhớ ra là đây đây mở xong đã tìm được cái gì không biết. Đây là các đồ trang sức đồng khách gửi về. Chắc để khách gửi về để đánh bóng lại thì khoảng vẫn còn nữa. Thử đồ này sợ mất nên là phải ngụy trang lại. Đây là dây chuyền bạc gửi lại để đánh lại. Còn mặt dây chuyền thì theo yêu cầu của khách, nhớ là ốp làm thêm ốp kín bên trong này. Khách mua khá là lâu rồi này. Đây là mặt bạc này, mua khá là lâu rồi, nhìn vẫn tương đối sáng. Cái này thì xử lý đánh bóng lại là lại bóng nhoáng lại ngay. Mặt tủ long rất là to. Còn đây là đây, nhẫn đại bàng này, nhẫn đầu rồng này, và vòng tay long tranh hổ đấu. Cũng gửi nhiều hàng quá nên phải che giấu bằng gói chè này. Còn sau đây thì Toàn kết thúc video và liên hệ lại cho khách để thông báo đã nhận được hàng cho khách yên tâm, và bắt đầu thiết kế để ốp kín phía sau của cái mặt bạc cửu long này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.